kênh của Click Gamer. Video này mình sẽ làm về game Stormy level 161 đến 170. Các bạn cùng đọc xem nhé. Đã bắt đầu game này. Cô điện này. 161. Xấu cô bé đi, bạn đã tìm cô bé, không thấy. À, có trời di chuyển được này. À, cái bức chân thiết. May này. Nhìn cái cô bé ở trong nhà này. Nhấn tay vào luôn cái chân này. Đấy trôi. Quét cái chân đi không được không? Nắm mày. Không quét được. Khó gì nghĩa đây chân của cô bé phải làm thế nào cho nó mất cái vết chân này đi theo nghĩ là thế. Đây là mới che đi em để che mắt úp rồi. Khó thế. À, cái chổi này tẩy được vết chân đi này. Đó, các bạn lấy cái chổi bạn sẽ quét được vết chân đi nhé. Tiếp theo là 162, hãy tìm số lớn nhất. 125. À, nhìn thấy gì trong hình không? Có một số vô kiểu như là số vô hạn ấy. Nó là cái kính thằng này ấy, là số 8 ấy. Số hạn bạn học ở trong toán học ấy, ấn này. Đó, nó ở cái mắt đấy là mắt kính thằng đấy nhá. Tiếp tục nào, sang lên 163. Bắt chúng lại. Bắt đầu thử này. Nó hiểu. Kéo thằng này. Nhấn, không được. À, cái này kéo to ra, bạn lấy hai ngón tay, bạn vuốt cho nó to được cái này ra, bắt đầu. Đó, giữ hai cái này lại luôn nhé. Tiếp theo là 164, chạm vào trái bóng này ghi bàn. Chạm này. Chạm chân. À, cái cầu môn này, chắn này. Đấy, để lên góc bên trên này. Đó, để cầu môn lên góc trên ấy. Cho cái giải bóng đá vào giữa cầu môn là dễ vào nhé. Sang bản tiếp theo nè. 165. Đặt chiếc ví vào túi. Nắp lên. Không được. Làm cái ví, cho cái ví nó vào túi. Nào đây. Khó, mà này khó thế. Cái này khó từ đầu đến cuối rồi. À, bạn cứ vuốt cái ví ấy, nó sẽ gập cái ví vào này, vuốt được vào túi ấy. Đó. Tiếp theo nào, sang bàn tiếp theo nào. Gọi xin dậy. À, cái chăn mọc ra này. Nghĩ mà này sẽ không có gì, nó phải ở trong cái chăn. Ấn thử. Vuốt này. À, các bạn vuốt ở phần chân hoặc phần bụng ấy. Nó cười là sẽ qua màn nhé. Xong màn tiếp theo là 167. Cái thang nào dài hơn, ui đơn giản, thang giữa. Không có được không? Đấy, các bạn vuốt hai thang hai bên vào. Đó sẽ thành một cái thang lớn nhất. Tiếp theo là 168. Đá để khiến chai nước của lổ tung đá này. Đá nhiều lần rồi nào. Đá lên thùng trạng. Lắc lắc. Cái gì đây? Không hiểu nhỉ. À, đá nhiều lần này. Đấy đúng rồi. Đá càng nhiều lần càng tốt là nó sẽ
hoặc là mình vứt lên trên tí mình lắc lắc gì đấy đó thì sẽ có ga nó sẽ nổ. Mình tiếp theo mình cho 69 không được qua cầu, bắt đầu từ này. À hiểu hiểu, ông này mở mắt này nên lúc đấy là phải phải ấn phải quay ngược người lại. Mình thử nhé, đó như này ấn lúc này quay người lại này, mở mắt này đó, quay ngược lại tiếp này đó, quay tiếp này đó, quay tiếp này đó. Gần được, gần được, cái này khó đấy. Về căn căn chuẩn à, ông này gian thẳng lắm đó đó, thế là qua nhé. Nói chung là nó cũng phải quay ngược người lại với ông đấy khi ông mở mắt sẽ qua đó. Sang màn tiếp theo, màn 170, cái cân này nặng bao nhiêu? Mình thấy hai số 5 kg, mình nghĩ là 10 này. Không phải, quả lại bỏ ra ngoài. Cân không nghiêng. À, cái này hiện 5 quả này. Và 3 quả này, 3 quả 5 kg, mình nghĩ là cái này 10 kg, 15 này. Đó. Thôi video mình xin kết thúc đây nhé. Các bạn thấy hay thì hãy like, share, đăng ký kênh của mình. Làm ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhé. Bye.